gọi em về gấp vậy? Trời ơi, em còn tính đi ghé chợ mua đồ về nấu ăn nữa nè. Cái gì vậy anh? Vợ, vợ về rồi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to vợ. Tặng vợ nè. Gì vậy? Nay đâu phải sinh nhật em đâu. Ủa, không phải sinh nhật vợ hả? Ừ. À, vợ vợ nói nghe nè. Ngày 8 tháng 3 anh ra thăm vườn cho một bó hoa xinh tươi tặng vợ yêu. Tặng vợ 8 tháng 3. Ai xí. Bữa nay cũng đâu phải ngày 8 tháng 3 đâu. Ủa không phải 8 tháng 3 luôn hả? Ừ. Dạ nó nghe nè. Cho anh mượn lại. Hôm nay là ngày 14 tháng 2, anh mua một bó hoa thật là lớn để tặng vợ. Tặng vợ nè. Hôm nay nha, biết là ngày 14 tháng 2 còn mặc áo tình nhân nữa, mặc áo cặp đúng không? À, chào. Hả? Thôi, bị gì á? Bị gì? Em là em mặc trước nè. Ờ. Chồng là chồng ở nhà, chồng mặc sau nè. Ừ. Là chồng bắt chước vợ chứ. Thì ai bắt chước cũng được, không sao. Nhưng mà hôm nay cũng không phải là ngày 14 tháng 2 luôn. Ủa, chứ nay không phải ngày 14 tháng 2 luôn hả? Không. Thôi kệ, ngày gì cũng được. Nói chung hôm nay là một ngày đặc biệt đi. Thì nãy giờ anh chọc vợ chút xíu thôi. Hay nè, cái gì lạ lắm nha. Cái này đừng nói là anh làm luôn nha. Đương nhiên rồi, anh chuẩn bị á. Cắm luôn. Đẹp không, đẹp không? Thích không, thích không? Màu hồng luôn nha. Trời ơi. Ôi thiệt luôn á. Chắc ngày mai khỏi đi làm quá. Ủa sao vậy? Tại vì ngập lụt rồi. Ủa sao ngập lụt? Nay lục. Trời nắng đẹp mà. Không, ngập lụt. Tại vì anh á tự nhiên bình thường khô khan, nay lãng mạn quá trời ngập lụt. Kỳ vậy? Vậy như vậy giờ ông thích hả? Ngồi để anh dẹp. Ê. Ai nói không thích nào? Chọc bộ. Vậy nha. Chọc tôi nha. Giờ. Hôm nay á có thể không phải là ngày đặc biệt. Nhưng mà đối với anh, ngày nào mà được ở bên cạnh vợ thì ngày đó đều là ngày đặc biệt hết. Cảm ơn vợ, thời gian qua đã luôn ở bên anh, lo lắng, chăm sóc cho anh như vợ. Ê, vợ sao vậy vợ? Xỉu. Mệt quá, tự nhiên chọc người ta vậy? Trời ơi, sao tự nhiên hôm nay lãng mạn vậy? Hôm nay tuyệt vời quá vậy? Ta đang nói chuyện nghiêm túc mà. Thì hôm nay em thấy là chồng tuyệt vời thiệt luôn á. Vậy hả? Ừ. Bình thường là gì đó? Xỉu. Cái gì hả? Thì anh nói tôi tuyệt vời quá anh chi? Chồng. Hả? Nói nghe nè. Nói gì? Lâu lâu á mình hâm nóng tình cảm vậy á. Nó cũng là một thi vị ngọt ngào của tình yêu đúng không? Thì đúng là vậy á, ý đồ của anh là vậy á. Ồ vậy hả? Có nghĩa là anh muốn hả, ngày nào á mình cũng vậy nè, cũng ngọt ngào vậy đó. Vậy là kể từ ngày hôm nay về sau là phải ngọt ngào vậy nha. À quên nữa, giờ ăn đi để hồi nó hết ngon á. Dạ. Mà nói thiệt nha, giờ không phải cần cái món mà thích hay không thích, bây giờ chồng đưa cái món gì đi chăng nữa cũng ngon. Thiệt luôn hả? Thiệt. Trời, vợ nói là anh vui quá. ăn đi. Dạ. Đồ anh nấu á, đồ nhà hàng nấu á ngon lắm. Món này em thích nhất đó nha, anh phải đặt đúng cái nhà hàng đó cho vợ ăn á. Em nói thiệt luôn á, thiệt á là nhà hàng nó không ngon đâu, mà nhờ chồng của em á, chồng của em bỏ thêm cái vị ngọt ngào trong đó nên ăn mới ngon chứ bộ. Ê. Cái gì? Đâu có gì đâu. Quên. Nãy giờ nó nói chuyện không à. Vợ không nãy giờ về chứ, vợ không có thấy cái gì lạ hả? Không thấy lạ là thấy đồ ăn nè, đang đói bụng. Không, ngoài đồ ăn ra. Ngoài đồ ăn ra. Ừ. Cái gì đâu? Gì hóa gì thì mình nhắm mặt lại. Nhắm mặt lại nè, nhắm mặt lại. Cảm nhận hít một hơi thật sâu. Nghe rồi. Nghe rồi. Thơm quá. Thơm không? Thơm.
Không, không phải mùi bò đâu nha. Không, không phải mùi bò. Cái mùi này là cái mùi hoa gì nè, có hoa gì tím tím, lavender đúng không? Đúng rồi. Ở đâu vậy? Trời, thoải mái quá. Dễ chịu không? Dễ chịu không? Dễ chịu. Đó, tại biết sao không? Sao vậy? Mấy bữa nay á, anh biết vợ bị mất ngủ nên anh đã đi mua một cái hương lavender về mà loại xịn luôn nha. Anh thắp cho nguyên cái nhà mình á, nghe mùi lavender luôn, để hôm nay nè vợ vừa ăn ngon rồi còn vừa hửi thơm nữa, sẽ chắc chắn là dễ ngủ luôn á. Trời ơi, chồng ơi, chồng tâm lý từ hồi nào vậy? Nữa tự nhiên khen tao hoài ngại quá. Tao là chồng sến nữa. Trời, nói sến nữa. Không, sao nói chồng lãng mạn dữ. Vậy được. Chồng. Hả? Vậy là hôm nay là mình bắt đầu yêu lại từ đầu không? Đúng rồi á, nói mà để ý. Thì coi như là hôm nay mình yêu lại từ đầu. Giờ biết sao không? Tại vì cái thời gian vừa qua mình cứ lo đi làm không à, mình không có dành thời gian cho nhau nhiều hơn. Bởi vậy giờ chồng muốn á, ngày nào chồng với vợ á cũng sẽ là một ngày đặc biệt hết. Được không vợ? Dạ được. Nay nhìn vợ dễ thương quá à. Thì đâu. Thì tại chồng cũng dễ thương đúng không? Nghe. Anh vẫn xin chấp nhận.